Van Vechter, Barca không có gì bào chữa khi thua không. 4. Liverpool là đội chơi hay hơn và chúng tôi chấp nhận điều ấy. Không gì có thể bào chữa khi tỷ số là không. 4. Ernesto Van Vechter nói sau khi bị loại ở bán kết Champions League, bàn thua thứ hai khiến chúng tôi tổn thương và bàn thua thứ ba sau đó ít phút như một hệ quả tất yếu. Barca cần chúc mừng đối thủ vì đã vào chung kết. Với cá nhân Van Vechter, đây là mùa thứ hai liên tiếp ông bị loại ở vòng knock-out Champions League dù có lợi thế lớn lượt đi, mua trước, Barca thắng AS Roma 4, 1 ở tứ kết lượt đi, nhưng thua không, ba lượt về và bị loại bởi luật bàn thắng sân khách. Điều đau đớn ấy đã xảy ra mùa trước, người hâm mộ Barca có lẽ đã rất thất vọng khi hai năm liên tiếp chịu nỗi buồn này. Chúng tôi cần cải thiện sự tập trung để tránh phạm sai lầm tương tự, Van Vechter chia sẻ. Bàn quyết định của Liverpool được ghi sau thoáng lơ là của hàng thủ Barca, khi họ chưa thiết lập hệ thống phòng ngự ở tình huống phạt góc. Chen Alexander, Arnon quan sát nhanh rồi truyền sệt vào cấm địa cho Divos Origi dứt điểm cận thành. Bàn thắng ấy khiến tôi và nhiều người khác ngạc nhiên. Thật không thể tin nổi, Liverpool đã đá phạt quá nhanh. Tôi ở ngoài sân thậm chí không theo dõi kịp tình huống. Khi tôi nhìn thấy một cách rõ ràng thì bóng đã vào lưới. Van Vechter thừa nhận. Thắng Nguyễn